Kỳ Bắc. Nơi này em chồng mà 10 ngày rồi phải không ta? 10 ngày rồi. Đó, tuần chứ. Khoảng tuần chưa tới 10 ngày. Cây thì lên. Em bỏ nhiều quá rồi vậy không biết sao chiếc ra. Đây là cây bắp non của mình nè. Mình bỏ nó ra luống rồi. Trời nắng quá. Đi dọn mấy ẻm lên. Đây đó. Đó. Còn cái vàng bên kia là mình chuẩn bị mình trồng. Trồng bầu bí mà chưa làm xong nữa. Trong trong đất thì rộng mà không biết trồng cái gì. Còn cái này là dưa leo. Dưa leo. Còn cái này là mình gieo cái hạt rau quế. Còn cái này là rau dền, dền tí. Gieo dày quá. Gieo dừa dừa thôi, gieo dày quá. Hôm nay dẫn mọi người ra coi cái cây bắp. Cây bắp, cây bắp trồng được 1.5 tháng rồi. Để coi nó ra trái gì chưa. Ừ, cái nấm to quá. Nấm gì đây? Nhìn giống nấm mối ở Việt Nam quá hen. Mà không phải đâu. Nấm này người ta gọi là nấm mèo, nấm chấu gì đó. Ý là chỗ nào mấy con mèo mấy con chó mà nó hay ị á là mọc lên nấm này, nấm này nó là độc quá nha. Mỹ mấy cái nấm mà mọc ngoài vườn là nấm độc không á, ăn cơi cơi là chết. Ai sao cây bắp vậy? Trời ơi, trời ơi, nó lên cái râu này dễ thương dữ ta. Trời ơi, râu màu tím này là trái, trái này là trái búp ghế đó. Trời ơi, nó ra phấn rồi nè. Nghe nói nó rụng cái này xuống để mình giúp nó thụ phấn rồi. Cái này mà trụng vô trong cái bắp này nè. Đó. Mình bỏ vô đây. Bỏ nó. Tuốt cái này ra một chút. Bây giờ nó rớt hết rồi. Cho nó vô đây để nó. Đây này. Thơm ấy.
trái nữa nè. Trời ơi, tấm này rụng quá, hay là mình rảy rảy đi cho nó rụng xuống. Nhưng mà nó rụng nó cũng bám phấn vô nè. Người ta nói là rung rung gì nè. Thôi tước đi, cho nó chắc ăn. Cái mình bỏ nó vô cái rau. Để coi còn trái nào nữa không. Cây này nó cao, đột biến. Mấy bà này lùng bị đẹp coi. Tại vì lúc mình trồng, mình đem ra, mình gieo lên mà mình không có giống như nó không có đều, cái hột thì lên cao, còn hột thì mới lên mầm. Mà lúc đó thấy nó cao quá rồi nên đem ra bỏ xuống đất luôn. Nên đổ ra rồi lỡ rồi, nên cái hột mà lên nhỏ nhỏ mình cũng bỏ xuống. Lên có cây có cây lùng. Có cây này ngộ không? Nhỏ xíu à. Mà nó ra cờ rồi nè, không biết có trái nổi không. Nó bà vậy thì sớm quá. Thấy nó tự rụng, như nó tự rụng cái phấn vô luôn. Người ta hỗ trợ không, hỗ trợ cho nó một miếng đi. Người ta nói thủ phấn chéo là gì ta, để run thử coi. Có không, không nó rụng đâu đâu không. Trời, làm tóc vàng thấy cưng không, thấy cưng quá. Mình xin đó, mình bỏ vô vậy nha cho nó chắc ăn. Bắp này là tím, bắp tím Thái Lan. Dạ, mày thấy mấy bà nhỏ này không, mấy bà cái chút xíu à, mà lên cờ rồi, mặt cờ rồi các thứ, điệu quá, điệu sớm quá là hết cao nổi rồi, nó có trái hùng rồi. Xe nó đi ốc rác á. Cũng mới mọc coi coi. Ủa, cái chị này sao bị gì vậy nè. Bị gì ta, cái thân bị gì vậy nè. Trời ơi, chết rồi bị chết đó ta, đục thân hay gì vậy, con sâu hay sao ta. Chết rồi ơi. Cái gì này, trong này có con sâu không? Sao cái chỗ này của nó bị héo vậy nè. Cái này để hồi mình chụp hình lại mới được, để gửi lên trên với cái hội trồng cây ở Mỹ nè, người ta có biết cách. Chết rồi, cây này nó bị cái gì rồi. Trời ơi, cây này nó ẹo ẹo kiểu này. Được rồi, còn cây nào nữa không? Như cây nãy cũng bị hay sao ta. Sao bà nào bà nấy ẻo ẻo vậy nè. Kìa. Mấy cây này còn nhỏ. Cây này có bị cái gì không? Trời ơi, tôi cưng mấy mẻ lắm. Gần bị cái gì nữa. Bên kia trồng dưa leo mà chết rồi. Dưa leo hôm bữa nó bị rầy nhiều quá, mình không biết. Mình biết làm sao. Lấy thuốc xịt mũi, xịt vô một cái chết queo. Còn này rau dơ, mới cắt ăn một lứa rồi đó. Cái này rau quế. Trời ơi, ông ba mình không bỏ, ông ba chồng mình không bỏ ông ba cái muối gì dưới đây nè. Không biết nó có bị cái gì không đi. Người ta cái này ta phải pha ra nước, rồi xong người ta xịt. Đi bỏ muối trực tiếp vô cho mấy gốc rễ này, không biết có sao không.
tôi biết rồi.